Chiến tranh hóa học, kỷ nguyên đen tối nhất lịch sử quân sự thế giới. Bên cạnh súng ống đạn dược và vũ khí sinh học, thì các chất hóa học cực độc cũng đã được con người vũ khí hóa để phục vụ cho chiến tranh khủng bố. Theo thống kê thì trong suốt thế kỷ 20 và 21, con người đã sử dụng khoảng 70 loại chất độc hóa học làm vũ khí tàn sát lẫn nhau, qua đó để lại những hậu quả kinh hoàng không thể đong đếm được. Tuy sau này đã có những hiệp ước, nghị định khuyến khích loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học, thế nhưng nguy cơ hiện diện của nó vẫn rất cao bởi đặc tính giá rẻ và dễ dàng điều chế. Từ hình thái thô sơ nhất. Vũ khí hóa học là loại vũ khí sử dụng hóa chất, thường là chất độc quân sự gây tổn thương, nguy hại trực tiếp cho binh lính, dân thường, động vật và cây cỏ. Từ thời cổ đại, các loại vũ khí hóa học thô sơ đã bắt đầu hiện diện trong chiến tranh. Đầu tiên là sự xuất hiện của tên tẩm chất độc từ các loại cây chứa độc dược. Sau đó, quy mô hơn là việc gây ô nhiễm nguồn nước của đối thủ bằng độc dược. Chẳng hạn vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, người Assyri, Ai Cập và người Perses, Hy Lạp đã sử dụng loại nấm mọc trên cây lúa mạch đen để làm ô nhiễm nguồn nước của kẻ thù. Chất độc chết người trong loại nấm này có tác động mạnh đến hệ thần kinh, gây co giật, ảo giác và đau đớn. Đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, các chiến binh La Mã đã dùng khói đốt các vật liệu chứa độc tố để đối phó với kẻ thù. Với hành động này, chiến binh La Mã đã dễ dàng chiến thắng khi quân địch, người thì chết, người thì bị choáng váng hoặc ngất đi. Tuy nhiên, sự kiện ghi dấu ấn đậm nét nhất của lịch sử vũ khí hóa học là sự xuất hiện của lửa Hy Lạp vào năm 673 do Kalinikos, một người Hy Lạp tạo ra. Đây là hợp chất hóa học đặc biệt giúp cho ngọn lửa có thể cháy dễ dàng trên nước. Chính vì vậy, nó được coi là vũ khí cực kỳ hữu hiệu trong các cuộc thủy chiến. Trong nhiều thế kỷ sau đó, lửa Hy Lạp tiếp tục được sử dụng phổ biến trong chiến tranh và công thức chế tạo loại vũ khí này là thứ mà quân đội nào cũng thèm muốn. Lửa Hy Lạp đã trở thành vũ khí của người Byzantine, Đông La Mã, chống lại người Thổ trong suốt 5 thế kỷ. Tuy nhiên sau này, người Thổ đã sử dụng lại nó để triệt hạ đế quốc Đông La Mã. Đến thời Trung Cổ, các loại vũ khí hóa học trở nên tinh vi và đa dạng nhờ sự phát triển của các công trình nghiên cứu hóa học. Hàng loạt loại bom khói độc được sử dụng, gây ngạt thở và tử vong cho người bị tấn công. Chẳng hạn, nhà quân sự Mông Cổ Thanh Cát Tư Hãn đã sử dụng chiến thuật nổi tiếng bắn những quả bóng lửa khổng lồ chứa hắc ín vào lưu huỳnh và thành lũy đối phương, làm ngạt thở quân lính trong thành, qua đó dễ dàng giành chiến thắng. Mở ra kỷ nguyên đen tối nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Đến khoảng thế kỷ 19-20, các nhà khoa học đã bắt đầu bước vào cuộc đua phát triển và sản xuất các loại vũ khí hóa học tân tiến hơn. Và trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, đã chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của vũ khí hóa học. Đến nỗi, người ta gọi đây là thời kỳ đen tối nhất của kỷ nguyên quân sự thế giới. Theo đó, khoảng thời gian từ cuối năm 1914, cuộc chiến ở mặt trận phía Tây phần lớn đã thoái trào, trở thành chiến tranh chiến hào. Cả hai bên đều đang tìm cách để phá vỡ thế bế tắc. Nên vào ngày 22 tháng 4 năm 1915, trong trận Ypres lần thứ hai, quân Đức đã cố gắng làm điều này bằng cách sử dụng khí độc clo. Thời điểm đó, những người lính Pháp thuộc quân Hiệp ước đã nhìn thấy bức tường khí màu vàng từ từ di chuyển về phía họ. Sau đó, họ bắt đầu ngạt thở rồi từ từ liệm đi. Khi đám mây tan đi, tại những chiến hào, chỉ còn những xác chết nằm la liệt với gương mặt hốc hác và miệng há to. Bởi khí clo gây kích thích và tràn dịch phổi, khiến cho nạn nhân như chết đuối ngay trên cạn. Người ta đã ước tính rằng sự kiện ấy đã cướp đi hơn 1.000 sinh mạng của binh lính và hơn 4.000 người bị thương. Để trả đũa quân Đức, quân Anh đã trả miếng trong trận Loos vào ngày 24 tháng 9 năm 1915 bằng cách xả ra 5.900 bình khí clo. Tuy nhiên, việc phun hơi độc phụ thuộc hoàn toàn vào hướng gió đã dẫn đến hậu quả đau đớn, đó là phần lớn lượng khí độc bị thổi ngược trở lại phòng tuyến của lính Anh, gây ra cái chết của hơn 1.000 binh lính hoàng gia nước này. Sau đó, đã có thêm hai loại khí độc khác được vũ khí hóa, đó là phosgen và khí mù tạt. Cả hai đều là các chất hóa học kinh khủng. Ví dụ, phosgen có thể hủy hoại hệ thống hô hấp của cơ thể người. Nạn nhân xấu số sẽ chết sau khoảng 48 tiếng do hệ thống hô hấp bị phá hỏng. Còn khí mù tạt lại gây phồng rộp nghiêm trọng, gây mù, tổn hại cơ thể và làm hỏng phổi của nạn nhân.
Loại khí này được quân Đức sử dụng lần đầu tại mặt trận phía Đông vào tháng 9 năm 1917, khiến cho 15.000 lính Anh đã bị thương và 450 người chết vì các vết thương sau đó. Cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, đã có khoảng hơn 90.000 lính đã chết bởi khí độc, hơn 1 triệu lính khác bị thương tật, trong đó nhiều người bị mù vĩnh viễn. Với sức tàn phá kinh hoàng như vậy, thì Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc đã đề ra nghị định thư Geneva năm 1925 nhằm nghiêm cấm sử dụng vũ khí hóa và sinh học vào năm 1925. Nghị định Geneva tuyên bố rằng việc sử dụng các loại khí gây ngạt, khí độc và các loại khí khác cũng như các chất lỏng, vật liệu và thiết bị tương tự trong chiến tranh sẽ bị toàn thể thế giới văn minh lên án nghiêm khắc. Thời điểm đó, hơn 30 quốc gia ký kết tuân thủ nghị định và tới nay đã có hơn 100 quốc gia tham gia. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Tiếp tục gieo rắc đau thương cho nhân loại. Mặc dù đã có quy định quốc tế nghiêm cấm sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh, thế nhưng thứ vũ khí của quỷ này vẫn tiếp tục được sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Năm 1939, Đức đã tiến một bước dài trong việc phát triển vũ khí hóa học thần kinh với chất Tabun năm 1937 và Sarin năm 1939 và bắt tay vào việc sản xuất một lượng lớn kho vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt này. Rất may mắn, kho vũ khí trên chỉ được sử dụng số ít và phần còn lại đã bị tiêu hủy khi Đức Quốc xã thất trận. Bên cạnh Đức, hai đồng minh thân cận của nhóm phát xít là Ý và Nhật cũng phải nhận nhiều cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học trong suốt giai đoạn từ trước cho đến hết Chiến tranh Thế giới thứ hai, đặc biệt là Nhật Bản. Theo sử gia Yoshiaki Yoshimi và Kentaro Awaya, quân đội phát xít Nhật nhiều lần dùng vũ khí hóa học trong các cuộc giao tranh ở Trung Quốc nhằm tấn công quân Quốc dân đảng, quân giải phóng Trung Quốc và cả ở tại các nước Đông Nam Á bị xâm lược khác, trong đó chủ yếu là khí độc gây nôn, khí đỏ từ năm 1937 đến năm 1938 và khí mù tạt vàng năm 1939. Sau đó, để theo kịp các cường quốc trong việc phát triển vũ khí hóa học, thì Mỹ cùng bước vào cuộc đua. Từ những năm 1950, nước này phát triển sâu các loại vũ khí hóa học thần kinh như V, VE, VG, VM, VX. Đỉnh điểm là trong cuộc chiến tranh Việt Nam, giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1971, đã chứng kiến việc quân đội Mỹ rã chất độc màu da cam trong chiến dịch Bàn tay nối dài, Red Hand, nhằm tiêu hao sinh lực của quân đội Việt Nam và hủy diệt môi trường, hệ sinh thái nơi đây. Chất độc da cam có chứa dioxin, một loại hóa chất gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, dị dạng, rối loạn chức năng thần kinh cho người mắc phải. Không những thế, chất độc màu da cam còn để lại di chứng nặng nề cho các thế hệ sau của những người bị phơi nhiễm. Ước tính đã có tới 400.000 người Việt Nam đã chết hoặc tàn tật, 500.000 trẻ sinh ra với dị tật bởi chất độc hóa học này. Đó là chưa kể số lượng lớn cựu binh Mỹ cũng chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Bên cạnh tội ác chiến tranh ở nước ngoài, Mỹ cũng bị cáo buộc bí mật tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí hóa học trên chính quân nhân của mình. Theo một bản báo cáo của Thượng viện Mỹ năm 1994, trong lịch sử nước này đã có nhiều cuộc thử nghiệm vũ khí sinh hóa học đối với chính quân nhân của mình mà không được sự đồng ý tự nguyện của người tham gia. Theo đó, năm 1940, khoảng 60.000 lính Mỹ đã bị bí mật đưa vào thử nghiệm phản ứng với khí mù tạt vàng và Lowersite. Từ năm 1962 đến năm 1973, trong khuôn khổ dự án SAD, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiến hành 37 cuộc thử nghiệm bí mật tại California, Alaska, Florida, Hawaii, Maryland và Utah nhằm thử phản ứng của phi hành đoàn và các thủy thủ tại đây dưới tác động của vũ khí sinh học và hóa học, trong đó bao gồm cả chất độc thần kinh. Điều này đã được Lầu Năm Góc thừa nhận lần đầu tiên trong một bản báo cáo năm 2002. Vũ khí ưa thích của các cuộc khủng bố. Không chỉ dùng trong chiến tranh, vũ khí hóa học còn xuất hiện trong những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào dân thường, bởi lẽ đây là một trong các loại vũ khí lý tưởng, bởi vì chúng rất rẻ, tương đối dễ tiếp cận và dễ vận chuyển. Một nhà hóa học có tay nghề cao có thể dễ dàng tổng hợp hầu hết các tác nhân hóa học cần thiết.
Vụ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học đầu tiên diễn ra vào năm 1946 do ba thành viên người Do Thái tự gọi mình là Dam, Israel, Nokeam gây ra ở gần Nuremberg của nước Đức. Ba kẻ khủng bố này đã dùng một hỗn hợp có chứa arsen để đầu độc vào trong bánh mì, khiến cho hơn 2.000 tù nhân nôn mửa, trong đó hơn 200 người đã phải nhập viện. Vụ tấn công khủng bố hóa học tiếp theo diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1994 khi Aum Shinrikyo, một nhóm cuồng tín ở Nhật, tin rằng mình có nhiệm vụ tiêu diệt các hành tinh, đã phát tán khí sarin ở Matsumoto, Nhật Bản, giết chết 8 người, khiến 200 người bị thương. Năm sau, Aum Shinrikyo lại tiến hành vụ tấn công kinh hoàng bằng khí sarin tại một ga tàu điện ngầm ở Tokyo, giết chết 12 người và làm bị thương hơn 5.000 người. Vụ tấn công trên đã khiến cả nước Nhật rúng động và cả thế giới hoang mang. Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2001, sau thảm họa khủng bố kinh hoàng ngày 11 tháng 9, thì lực lượng khủng bố Al-Qaeda đã công bố có trong tay vũ khí sinh học, hóa học và bức xạ hủy diệt. Mối đe dọa tăng lên nhiều khi lực lượng này liên tiếp cung cấp những đoạn băng thử nghiệm với những con chó bị cho là chết bởi tác nhân hóa học, khiến Mỹ và cộng đồng quốc tế ăn ngủ không yên. Cũng chính lực lượng này bị cáo buộc dính dáng tới một vụ đánh bom bằng khí clo vào năm 2007 tại Iraq, khiến 350 người bị thương. Và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án rằng vụ tấn công khủng bố trên rõ ràng đã gây ra hoảng loạn và bất ổn tại Iraq. Đứng trước tình hình hỗn loạn trên, nhiều quốc gia đã lên án việc sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, việc dùng vũ khí hóa học vẫn tiếp tục diễn ra rải rác trong các cuộc tấn công khủng bố ở Trung Đông và Mỹ. Điều này rất đáng lo ngại, bởi lẽ nó chứng minh rằng thứ vũ khí giết người hàng loạt này vẫn đang còn tồn tại đâu đó ngoài kia và chực chờ phát tán cướp đi sinh mạng của nhiều người. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!